Tôi Phạm Quý chào tất cả anh em nhá. Tôi Đức Vượng xin chào cả các bạn nha. Các bạn ơi, thì là hôm qua ấy, anh em tôi có hẹn cái thằng mà bảo kê chuỗi quán ok các bạn ạ, karaoke. Thì nói chung là nó cứ lằng nhằng kỳ kèo kiểu, và nó bảo là nó ra nhưng cuối cùng là anh em mình không gặp được nó các bạn nhá. Thì hôm nay anh em mình sẽ quyết là đến đây luôn cái chuỗi quán karaoke của nó luôn anh em ạ. Đấy, nói chung là bắt nhân viên phục vụ, ép phục vụ tiếp khách các kiểu này kia thì lại ký hợp đồng các kiểu đấy là không được anh em ạ. Đấy là các bạn gái ở trên bạn ấy cứ kiểu như là cũng thích kiểu làm cái công việc nhẹ nhàng ấy, muốn đi rót bia các kiểu ấy. Đấy thì là có vào đấy làm thì là nó bắt ký hợp đồng này kia, nếu mà làm không đủ 1 năm 2 năm hết hợp đồng đấy thì là nếu mà phá hợp đồng sẽ phải bồi thường mấy chục triệu hay này kia kiểu nhá. Mấy trăm triệu thì lần trước anh em mình cũng đã xử nó rồi. Mà bây giờ nó gọi là vẫn mất dạy tiếp tục và bắt các gọi là bạn nhân viên vẫn phục vụ tiếp, còn đe dọa chửi nhà mình bắt xóa clip thì mà hẹn thì không đến, là nói chung là thằng này quá nhục luôn. Thì hôm nay anh em mình sẽ đến luôn cái chỗ mà cái quanh khu khu đấy, nó bảo kê ở khu đấy anh em ạ. Thì anh em mình sẽ đến luôn để gọi là tìm tận nơi luôn, tìm nó luôn anh em nhá. Mấy bọn này anh em chúng tôi phải xử lý triệt để luôn. Còn anh hẹn em thằng lợn này không dám đến rồi, lý do lý chấu này kia các kiểu, anh em đông rồi cái kết chẳng thấy thằng nào đến luôn anh em ạ. Bây giờ để gọi xem con lợn này. Alo này. Nói chung ấy, hôm nay ấy, mày có ở cái chỗ mấy quán karaoke mày bảo kê không? Bọn bố mới đến luôn bây giờ này. Hẹn thì đéo nhắm ra, nhục như lợn. Mày, mẹ mày có gan dám đến à? Hả? Bọn tao bố đến luôn nhá. Chó mày hay đến bố mày cần tao, nhà mày. Tao sợ bọn tao bảo đến mày thì mày đéo dám ra thôi. Để tối bố mày tự tìm với nhà mày. Nói tung mày ấy, nói chung ấy mày đừng có mõm. Hôm qua mẹ mày có cái lịch hẹn như thế rồi, đéo ở nhắm đến, mẹ mày không thấy một thằng em nào đến mà cũng nói anh em tao đông đến mà đéo thấy cái thằng nào, mày không thấy nhục à? Mày biết nhục không? Mày đấy biết nhục không? Tao nói bây giờ nhá. Hai thằng mày có dám vào gọi nhà tao. Mày cho bố mày xin địa chỉ, bố mày 5 phút có mặt luôn này. Nhà mày ở đâu? Được. Ok đấy, gà to đấy. Nhanh lên. Nhắn cho mày cái địa chỉ nhá. Còn địch mẹ con chó là không đến. Ok chưa? Nói chung ấy là mày có bao nhiêu anh em ấy, mày gọi hết đến nhà mày luôn đi nhá. Được. Bọn tao đến giải quyết luôn cho nó xong cái vụ việc này, bọn tao hơi cú mày đấy. Thế nhiên ạ. Rồi. Mày cho bố mày địa chỉ luôn đi. Cho địa chỉ rõ ràng vào. Mày rồi đấy. Còn bây giờ ấy thì mẹ mày tốt nhất ấy bảo mấy anh em ấy vác mấy cái gọi xe cứu thương hay là gọi mấy xe cứu thương đến nhá. Bọn bố mày đến luôn đây nhá. Mày ngon thì vào đây. Ý mẹ mày đi. Đấy các bạn ơi, thì là anh em mình bảo là đến gấu. Cái chỗ đấy thì là thằng này rất gấu luôn. Nó bảo là nó cho anh em mình địa chỉ ở kiểu đến nhà để xem là có tin nhắn chưa. À, đây đúng có tin nhắn ở đây. Cái gì? Số 16 Thạch Bàn á. À nó bảo nó ở số 16 Thạch Bàn anh em nhá. Thì bây giờ mình sẽ đến đây luôn các bạn á. Đến đây luôn gọi mà không phải đúng nhà nó kiểu ấy thì anh em mình không tha thứ cho này một lần nữa đâu. Bây giờ anh em mình sẽ đến luôn để vào gặp nó để giải quyết dứt điểm vụ việc luôn nhé. Đấy các bạn ơi, thì là anh em mình đã đến cái địa chỉ đó cho các bạn nhé. Thì vừa lấy là nó nhắn cho anh em cái địa chỉ kia, nhưng nó bảo là đấy là địa chỉ của nhà thằng em nó, thì bây giờ nó đã về thẳng nhà nó rồi các bạn ạ. Thì nó cho anh em địa chỉ mới nhá. Thì anh em mình đang đến luôn đây rồi. Thì nhà nó là ở cái số mười mấy kia. Đi lên kia mà xem lần vần nhá. Bây giờ gọi cho nó luôn. Lợn này sợ hôm nay đéo dám ra đúng không? Alo. 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 Tao đang ở đường Y đây. Mày đến chưa? Bố mày đang ở đường Y ở đây, chỉ có tầm đường đúng. Y, bố mày chỗ mày cái số nhà đấy, mày tìm đến. Vừa nãy mày bảo là số nhà 19 hay số nhà gì nhỉ? 19. À. Đây. Chắc trên đây. Có cửa đấy, cái lợn ạ. Đây anh em ơi. Nhà ở đây anh em ạ, khóa cửa rồi. Có phải ngay quán cắt tóc không? Quán cắt tóc bên cạnh đúng không? Nhà nào có màu sơn luôn, màu gì? Nhà màu vàng, có phải có quán cắt tóc ở bên cạnh không? Đúng rồi đấy, mày đi mà đúng rồi. Bây giờ mày đứng đấy. Bây giờ 5 giây mày xuống. Mày xuống có mẹ mày luôn đi nhá. Nhá, mày chịu mày. Mày xuống đi. Đây các bạn ơi, thì là nó cho anh em mình xuống nhà 19 là cái nhà kia nhá. Thì ngay quán cắt tóc thì nhà này. Nó bảo 5 giây nữa xuống là sợ đéo nó xuống rồi. Lợn này 5 giây đéo. Đây các bạn ơi, nó ở trong khu này nhá. Nhìn khu này rất là văn minh lịch sự luôn mà lại có cái thành phần bất dậy đấy anh em nhá. 5 giây rồi đéo thế nào luôn. Vẫn khóa cửa. Nhà nó khóa ngoài thì nó ở trong đấy thì đéo được. Nhà khóa ngoài anh em ơi.
Khóa ngoài thì chắc nó đi rồi kia, nhưng mà nhà nó khóa khóa cửa chìa khóa ở ngoài luôn. Thế chắc có đéo ở nhà thôi anh em ạ. Chắc lối phép anh em mình rồi, bắt anh em đứng chờ rồi. Máy bận rồi, vãi máy bận luôn. Nhà thì khóa ngoài bảo 5 giây xuống. Bây giờ mình ra mình nhớ là nhà nó khóa ngoài. Vãi kìa. Thế nó lại lươn lẹo anh em mình rồi, thằng ấy đéo ở nhà rồi. Hay biết anh em đến rồi. Máy bận hay sao, khả năng là đéo dám về. Chắc là đi đâu đéo dám về rồi. Đéo dám về anh em. Alo, là nhà mày khóa ngoài thì mày xuống kiểu đéo vậy mày? Khóa ngoài cái gì? Cái nhà số 19 khóa ngoài đi, mày bảo nhà mày đi. Bố mày đang ở nhà bên cạnh nhà xóm, anh em bố mày đang đến nơi luôn rồi. Bây giờ ấy, anh em mẹ tao nhân đến 10 lần, 5, 30 lần 5 giây rồi đấy. Nói chung là tao đéo cần cơ hội nhá. Ở cái ngõ này, ngõ cụt ấy, bố mày vẫn chạy được hết. Nếu mà anh em mình 500 thằng nhá. Chạy. Hiểu chưa? Nói chung là chạy vào rồi. Nói chung là cứ đến đây nhá. 500 thằng mang phóng ở đây mày ra tao chạy thôi, còn dưới 500 thằng bố mày chiến với mày luôn. Nghe chưa? Dưới 500 thằng bố mày khô mày luôn. Nhanh con mẹ mày lên. Con nợ này. 3 phút nữa. Chạy đéo dám dạ xưa ra rồi. Nhanh mẹ mày lên. Vãi thật anh em ạ. Tò mõm rồi. Nó bảo là anh em nó đang đến trước cửa rồi, nó ra nó gặp mình. Tức là vừa lấy là chờ anh cho anh em địa chỉ xong rồi khóa mẹ cửa không đứng ngay chỗ nào lú lú ở đấy rồi. Chắc thế rồi. Chờ anh em đến thì anh em về rồi. Dạ. Yeah. Đúng rồi. Là, thì nó bảo là anh em chờ nó 1 phút thôi anh em nhé. Đây, nhà nó ngay trước đây rồi. Thì người đi lại rất là đông nên anh em mình gọi là đứng bếp bếp ở đây. Nó đến thì anh em mình ra luôn, ra nói chuyện luôn. Mà không thấy thằng một gì nó hết. Điện nó gồi lửa mà, xem như nào. Thôi còn thôi lết luôn. Bố mày đứng ở ngã ba sát nhà mày một nhà. Bố mày đứng ở ngã ba sát nhà mày sát con cắt tóc luôn ấy. Mày thì mày ở 1 phút, bây giờ mày lại xuống đến nơi thế. Tóm lại là mày đang ở đâu? Hay mày không xuống thì con chó á. Địt nó tắt luôn, chắc đéo ra rồi. Vãi. Đéo đỡ thì nghỉ luôn anh em ơi. Đéo ra rồi, sợ rồi. Bận mẹ luôn anh em. Bọn lốt của phát này nếu mà nó máy bận thì thôi anh em mình. Này chỉ khả năng là lừa anh em mình thì anh em mình rút để anh em mình tìm tận nơi luôn. Không phải đi theo địa chỉ của thằng con lợn này nữa. Máy đâu rồi? Con về đây nhá, về đi. Cái gì mà về đi? Bố mày lừa mày đấy. Đây là bố mày cho mày cái nhà linh tinh rồi, hai con chó. Còn ai? Lưu lưu. Lừa luôn. Nói chung ấy mày là bản lĩnh cao đấy. Nói chung là mày lừa tao vụ này tao không bỏ qua rồi. Thôi tốt nhất là trốn đi nhá. Đấy, cái thằng con lợn này nó lừa anh em mình các bạn nhé. Thì bây giờ anh em mình sẽ đến tận địa chỉ mà chỗ nó rồi thì anh em luôn nhé. Đi, đi. Ngay mấy chỗ mà nó làm ăn luôn. Đi, kéo cho mày nhà như thế nào. Đi.